Aaron ថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការមើលជាមួយនឹង Skipperly Toilet episode ទី 68 part ទី 2 បន្ទាប់ពីការចាំអស់រយៈពេល 10 ថ្ងៃមកកាលពីម្សិលមិញយើងបានទទួលបានលេខមួយដែរនៅក្នុង Instagram របស់ The Fuck Boom ចឹងគាត់បាន post ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់សុទ្ធតែនៅខាងយើងទាំងអស់ទេចឹងបានថានៅក្នុង episode ទី 68 part ទី 2 នេះគឺអាចនឹងមានក្បត់អ្នកក្បត់ចឹងណាចឹងបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវិតប៉ិតក៏មានចឹងដែរវាទូទៅវាជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅគ្នារឿងក្បត់គ្នាឯងក្បត់អីហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេតែខ្ញុំចង់ដឹងឲ្យស៊ីជម្រៅកាន់តែច្បាស់ថាពីណាគេនៅចិត្តក្បត់ណាអីយើងទៅមើលជាមួយនឹង Skipperly Toilet របស់ទីហុំមកប៉ាពីទាំងអស់គ្នាទៅតម្លាក់មួយម៉ោងមុនណាគ្នាតាមមួយម៉ោងមុនឥឡូវជប់អាន description សិនដែលថារកដងខ្ញុំអានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានអានឲ្យអ្នកនេះមើល Sword get deeper in the Skipperly lab អូអូខេចឹង Skipperly lab ហ្នឹងគឺ Skipperly lab អ្នកនេះតោះអានេះគាត់ចូលមកដល់ក្នុងមែនតើនេះអានេះ logo ថ្មីរបស់គាត់ណាគ្នាអឺនេះកដានេះ Gmail ហ្នឹងឯងlogo មួយមែនចឹងដែរណាគ្នាអត់សំគាល់នេះតែមើល video reaction ខ្ញុំមុនអឺ toilet ហ្នឹងវាមានចំនួន4នាក់ហើយវាទូជាសញ្ញាបាទយ៉ាយ៉ាអ្នកយល់បានយល់អូនេះអឺយោចេះហែកបានចាំអត់ចាប់ដៃទេរឹកម៉ែចុះរឹកម៉ែចេះហែកតិចតួចរឹកម៉ែញ៉ាំមានអារម្មណ៍ថាអឺ animation របស់គាត់គឺខុសប្លែកskip it aside and ជួយ គេ ពីណាគេ shit អានេះរោងចក្រផលិតប្រគុនហ្នឹង oh my god នេះនេះឡើងយើងសិនយើងឃើញនៅក្នុងលេខ wait what?Transmission error, recording error. What the fuck is happening? Holy shit, is that water? Why? Did you just see it? Just see it. B-A-B-O-B-A. My God. breaking bad ហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលហើយល្អមើលខ្លាំងមែនតើមកនេះបន្តែគាត់ថាដូចជា18បូកឯងល្អមើលខ្លាំងណាស់ breaking bad ខ្ញុំមើលមិញអានេះ skip this and then again shit again eh cinema cameraman ដោះលែនហើយអូ POV camera man គឺ Ninja នេះតើ Ninja plan Ninja camera man ឬក៏ Plunger camera man ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងមិនខ្មិចនៅក្នុងហ្នឹង
Dương tôi chịu, nhưng mà chào bà rộng. Bên này kìa, khá bọt bên này thầy. Chẳng ọt đắng này đâu. Ọt đắng rồi. Nhưng mà cả lại anh cắt hết cư nơi cả lại này này. Đừng mơ chứ bà xem. Cái này cái đã xin đã water với hay Jesse nó đã mở đấy. Tại nó bùng bùng lên thưa cái niệm. Giờ tới water với quạt cứ chia khổ kim mì hay quạt che có che phở rồi muốn thưa những anh em mới tới mình đang hay Jesse. Chắc mà là water white. Nhưng mà ta chưa xí water white khởi. Cho mình mở lên đi xem. Nhưng mà ta nhạc lìa diện năng này ta. Water white chưa xí đó. Chưa xí toilet. Water white toilet. Mình đã chụp. Clan à. Ok rồi. Xin mà camera mấy con clan mình đang bao nhà nó từ lẹ bóng hay. Oh my god, mày. Nè laser, bắn laser mình mà đấy. Ok cho tôi con. Thôi mà à laser mình nhung. Xin mà camera mấy. Nè các anh complete spam comment apps nơi các anh comment phong press app to pay respect to cinema cameraman. Khi dùng cả khăn đấy. Chụp ngày nay dùng mặt đo. Ok, trong nhóm vô ở đây là trong description đấy, cứ có tất cả tại trở bạn này thì có cho một căn tại trở được trong skip delay lại như thế đấy. Nơi trong chẳng cứ giờ nó miền part 3 đấy đấy, part 3. À mơ tới hiện vũ đã được sao tại chúng ta cái explore nơi trong skip delay skip delay bunker nó như thế. Wow. Đừng tập miền part 3 nè, chẳng cũng bà rộm. Rồi gò mệnh. Rồi gò chẳng mà hộng 4. Hộng 4 cứ bà hộng 4 tam nhầm kết. Cứ hộng 4 chẳng mắc cứ story thamay mùi tiêu đây. Mình thấy anh ấy cứ dương bọt đo khổ. Thì đây dân bà này tập miền part 3. Chẳng mơ tặng ọc nè. Hồi ọc con này anh ấy nhầm bố kết tam này tập sản án ở video mùi nè. Hồi nè anh ấy complete tập mơ rương BO, BA phong Breaking Bad. Cái này là mơ khăn này. Còn ta đưa chìa rating và mà đây này rating. Chìa đâm bảy bốt mà nó bước ba này. Nào con này nè, chúc nên là video của này. Bye.